Dạ, đặc biệt cái cây này nó già nha cô chú, cứ đến nó duyên lắm Không nè. có chỗ nào nữa lại. Đây, cô chú mình thấy đường lắc thân nó có Xong rồi. duyên với cô chú. Rồi. Cái này về Vô mình trong. sữa đổ hén cây cô chú anh chị. Dạ đúng rồi. Ừ. Nha. Lên Cho sùng nó là cô chú dạ lên đúng rồi. da luôn Hoành là được nè. Dạ. là một cây gốc nhớ Thủ Đức ạ. À. Dạ, thủ đất cái cô chú anh chị mình. Cái củ nè, hết biết cái củ không? Củ này đẹp nha cô chú, đặt luôn nè. Mình đo em thông số nha chị. Hoành là được 16 ạ. À. Dạ. Cái cũ của nó là được 30. Dạ em kính chào cô chú anh chị mình đã quay trở lại kênh của em nha. Ngày hôm nay thì em tiếp tục vào giá bên vườn mai của chị Tuyền nha cô chú anh chị. Dạ hôm nay vườn sẽ lên một số cái mã số để giao lưu với cả nhà mình nha. Dạ cô chú mình xem hết clip và ủng hộ cho bên vườn nha cô chú anh chị. Dạ địa chỉ thì ở là Phú Hội, Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre nha cô chú anh chị. Dạ em chào chị Tuyền nha. Rồi em chào chị, rồi em xin chào tất cả các cô chú anh chị yêu thích mai vàng ha. Rồi hôm nay trở lại kênh em tiếp theo mã kế tiếp là mã số 12 là một cây siêu bông Sài Gòn nha các cô chú anh chị. Dạ rồi, siêu bông Sài Gòn cô chú mình. Củ đế khá đẹp hết cô chú mình. Rồi, chị đã không số hôm nay nè. Cái con là cô chú đẹp. Dạ hoành là được 13. Dạ hoành 13. Chiều cao của nó là được 53. Dạ. Tán ngang của nó là được 40 ạ. Dạ rồi. Rồi cây đầu clip hôm nay em giao lưu với các cô chú anh chị là 400. 400 em bao phí vận chuyển cho các cô chú anh chị luôn. Dạ, cái này là mới đóng Dạ cái vô này cô chú. hai bo này em ghép sao nhưng các cô chú anh chị. Dạ rồi, cây này khá duyên cô chú, cái cổ nó lắc đẹp ha. Tại vì ghép một lượt nên gió nó bị gãi, gió quá trời nó bị gãi nên em đóng lại sao. Dạ rồi cô chú mình. Dạ. Tiếp theo á cô mã chú. tiếp theo mã số 13 cũng là Sài Gòn luôn nha các cô chú anh chị. Dạ, siêu phong Sài Gòn cô chú mình này. Cái lô này củ đế cưng ấy cô chú, có dáng lắm nha. Đây từ đây tới Tết là có bông cô chú mình chơi à. Rồi. Ê, hoành là được 16 nha các cô chú anh chị. Dạ rồi, khoảng 16. Hoành 16, chiều cao là được 60. Rồi. Ngang của nó là được 50 ạ. À. Dạ. Rồi, tiếp theo mã số 13 này em cũng giao lưu với các cô chú anh chị là 400 ạ. À. Dạ, 400 ngàn cho mã này nha cô chú anh chị mình ơi. Mã số tiếp theo luôn. Mã số 14. 14 cũng là một cây Sài Gòn luôn nha các cô chú anh chị. Dạ. Cái này là nguyên một lô gốc nó giống 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 luôn nha các cô chú anh chị. Dạ, gốc đẹp đó cô chú. Dạ. Này nuôi để Tết chơi bông được rồi cô chú. Cũng thấy đẹp cho mình luôn ạ. Dạ hoành là được 13. Dạ rồi. Chiều cao là được 60 ạ. Tán ngang là được 40. Rồi. Dạ rồi, cây mã số 14 này em cũng giao lưu với các cô chú anh chị là 400 ạ. Dạ 400 thôi cả nhà mình, cây khá duyên luôn hả cô chú. Tiếp theo cô chú mình đây. Mã số 15. 15 cô chú. 15 cũng là một cây Sài Gòn luôn nha các cô chú anh chị. Dạ, đặc biệt cái cây này nó già nha cô chú, cứ đến nó duyên lắm nè. Đây, cô chú mình thấy đường lắc thân nó có duyên nha cô chú. Rồi. Cái này về mình sữa đổ hén cây cô chú anh chị. Dạ đúng rồi. Nha. Lên sùng là cô chú dạ, lên đúng da rồi. Luôn nè. Hoành là được 20 ạ. Dạ rồi. Chiều cao ngay cái bo này là được 30 nha các cô chú anh chị. Dạ. Rồi, tán ngang của nó là được 40 ạ. Dạ rồi. Sài Gòn hả chị? Dạ, cây Sài Gòn. Rồi, cô chú ơi, Sài Gòn ha. Rồi, mã số 15 này em giao lưu với các cô chú anh chị là 400 ạ. Dạ rồi, 400 luôn hả cô chú. Cây này khá là duyên nha cô chú mình ơi. Dạ, tiếp theo luôn. Mã số 16. 16 là một cây nhị ngọc toàn nha các cô chú anh chị. Dạ, phô hình thú nha cô chú mình ơi. Rất là duyên luôn. Phong cao hả cô chú. Đó. Hoành là được 15 ạ. Dạ rồi. Chiều cao là được 67. Dạ tán ngang là được 43 ạ. Rồi. Rồi cây mã số 16 này em giao lưu với các cô chú anh chị là 400 ạ. Dạ 400 cho mã này cô chú mình. Tiếp theo luôn. Dạ tiếp theo mã số 17 cũng là một cây nhị ngọc toàn luôn nha các cô chú anh chị. Đây cô chú mình ha, cái lô này củ đế duyên lắm nha cô chú. Đó, toàn xum xê cho mình luôn rồi.
Dạ hoành là được 13 ạ. Dạ rồi. Chiều cao là được 52. Tán ngang là được 50 ạ. Rồi. Rồi cây mã số 17 này em cũng giao lưu với các cô chú anh chị là 400 ạ. Rồi 400 bao ship của chú. Tiếp theo. Tiếp theo mã số 18. Cũng là một cây nhị ngọc toàn luôn nha các cô chú anh chị. Dạ. Đây cô chú, đế nè. Có đế cho mình ha. Ép nhiều bo lắm cô chú nên nó màu tròn nha. Dạ hoành là được 18 ạ. Dạ rồi. Chiều cao là được 57. Tán ngang là được 35 ạ. Dạ. Rồi cây mã số 18 này em cũng giao lưu với các cô chú anh chị là 400 ạ. Dạ 400 thôi cô chú mình. Tiếp theo luôn nha. Tiếp theo mã số 19. 19 cũng là một cây nhị ngọc toàn luôn nha các cô chú anh chị. Dạ rồi. Đây cô chú mình ơi, nó xum xê luôn rồi cô chú. Dạ hoành là được 15 ạ. Chiều cao là được 46. Ngang là được 46 luôn. Rồi. Khá là duyên hả cô chú. Rồi, báo giá. Dạ rồi, cây mã số 19 em giao lưu với các cô chú anh chị là 350 ạ. Dạ rồi, 350 bao ship luôn cô chú mình. Dạ, tiếp rồi mã số 20. 20 cũng là một cây nhị ngọc toàn luôn ạ. Đây, củ đế này cô chú. Cây này nhỏ nhỏ mở vỏ nha, là nhìn thấy là nguyên con thú bò luôn của chú mình ha. Đây, để trên đầu chân luôn. Luôn. Đúng rồi, có chân luôn. Đó của chú mình ha. Hoành là được 13. Dạ rồi. Chiều cao là được 30. Tán ngang là được 33. Dạ. Rồi cây mã số 20 này em giao lưu với các cô chú anh chị là 350 ạ. Dạ rồi, 350 cho mã này của chú. Rồi, tiếp theo mã số 21 cũng là một cây nhị ngọc toàn luôn nha các cô chú anh chị. Dạ. Hoành là được 12 ạ. Chiều cao là được 43. Tán ngang là được 50. Dạ. Rồi cây mã số 21 này em giao lưu với các cô chú anh chị là 200 ạ. Dạ 200 ngàn thôi cô chú. Rồi tiếp theo mã số 22 cũng là cây cuối clip của em luôn nha các cô chú anh chị. Dạ. Là một cây gốc nhớ Thủ Đức ạ. Dạ, Thủ Đức các cô chú anh chị mình. Cái củ nè, hết đế cái củ không. Củ này đẹp nha cô chú, đặt luôn nè. Mình đo em thông số nha chị. Hoành là được 16 ạ. Dạ. Cái củ của nó là được 30 ạ. Mày ghép chắc lâu dữ lắm. Dạ, lâu dữ lắm mà nó liền cốt luôn. Ừ. À, chiều cao là được 41 ạ. Tán ngang của nó là được 50. Dạ rồi. Cái này về các cô chú anh chị mình sửa dáng bay nó ha. Dạ. Rồi cây mã số 22 này là em giao lưu với các cô chú anh chị là 1 triệu ạ. Dạ rồi, 1 triệu bao ship ha. Có chậu không chị? Dạ ship luôn cái chậu ạ. Dạ rồi, cô chú mình nói giá quá yêu thương nha cô chú. Nè cô chú mình coi nè. Nó lên cỡ này ha. Xuất sắc luôn cả nhà mình. Dạ rồi ha, mình rồi cây này cũng là cây cuối clip của em luôn nha các cô chú anh chị. Dạ. Rồi số điện thoại giao lưu của em là 036 731 1849, cũng là số Zalo luôn ạ. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị ạ. Dạ rồi, em chào tạm biệt cả nhà và em hẹn gặp lại cô chú ở video tiếp theo luôn nha.